À, vâng, shop em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe của các bác anh em đam mê đi săn bắn, đi rừng, đi tìm hoa phong lan, các bác đi cưa gỗ. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu cho bác những phụ kiện phục vụ anh em chuyên đi leo trèo. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em nhé. Là một cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, ship hàng là 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Anh em nhận hàng, các bác được quyền kiểm tra hàng, đúng sản phẩm các bác thanh toán tiền. Bên em thì bán rất nhiều phụ kiện guốc trèo cây, dây đai bảo hiểm, hay là các bác còn gọi là dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cây đấy, hay là còn gọi là để phục vụ anh em đi cưa gỗ, đi trèo cây, tìm lan, tìm ong em nhé. Thì đầu tiên giới thiệu cho các bác một cái dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cây. Đây là cái mẫu mà anh em tin dừng sử dụng. Đây là cái mẫu trèo dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cây cau anh em nhé, cây cau để anh em đi lấy cau bán, cũng như là các bác đi lấy cau chuyên nghiệp, cũng một số bác thì các bác lấy cau để các bác ở nhà thắp hương. Đấy, cái này thì em thiết kế cho các bác là sẵn rồi anh em nhé. Cái này thì khi các bác đặt hàng bên em là nó có một cái chân trái và chân phải cũng nhé. Đấy, đây là cái vòng để các bác lấy, tất cả chất liệu của nó là bằng ống nước cơ nhá. Đấy, thép ống nước, ống nước bằng kẽm rất là chắc chắn anh em nhé. Đây là các bác, tí nữa là em sẽ các bác đặt hàng thì cho em xin chiều cao, chiều dài của chân hay kích cỡ của chân để em lắp cho các bác cái đôi giày vào đây em nhá. Đấy, đôi giày vào đây. Giày thì nó có kích cỡ là giày từ 38, 39, 40, 41, 42 tùy theo các bác chân của bác thôi nhá. Đây, nó có chân trái và chân phải không nhá. Đây. Thì cái này nó sẽ móc vào cây cau anh em nhá. Đấy, các bác mà về các bác lắp đôi giày vào đây hoặc khoan đôi giày chắc chắn vào đây thì các bác sẽ trèo cau rất là an toàn. Nó có cái hai cái mỗi bên này hai nú giữ chắc thôi nhá. Mẫu này bên em nếu mà cả giày là 500, nếu không có đôi giày là đôi giày thì là 470.000 bao ship tận nhà cho anh em thôi nhá. Đấy, có chân trái chân phải để anh em đi trèo cau. Tiếp đến sẽ giới thiệu đến các bác là một cái guốc trèo cây, hay các bác còn gọi là dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cây. Đấy. Mẫu này thì hay các bác còn gọi nữa là cựa trèo cây thôi nhá. Mẫu này thì là của nó 4 đinh. Đấy, 4 đinh. Có nghĩa là 4 cái đinh này để cắm vào cây thôi nhá. Đấy, mỗi một đinh lên là 4 đinh. Mẫu này chất liệu của nó là bằng thép trắng anh em nhá, thép trắng. Đấy, hàng nhập khẩu Trung Quốc anh em nhá. Đấy, nó đi theo hai dây đai này này. Dây để các bác buộc. Đấy. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 250.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em thôi nhá. Đấy, guốc trèo cây 4 đinh giảm giá xuống còn 250.000 đồng. Đấy. Tiếp theo giới thiệu đến các bác là một cái mẫu guốc trèo cây, hay các bác còn gọi là cựa trèo cây 2 đinh. Đấy, chất liệu của nó bằng thép anh em, thép chịu lực. Đấy, đinh của nó là đinh inox. Đấy, mẫu này thì anh em sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, có dây chắc chắn cho anh em rồi. Đấy. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là hơn 300.000 đồng anh em nhá, 320.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Tiếp theo là cái mẫu guốc trèo cây 2 đinh. Vẫn là 2 đinh. Chất liệu của nó là 100% bằng inox anh em nhá. Đấy. 100% inox và cái đinh của nó là cũng bằng inox hết không nhá. Đấy. Hai cái mẫu đinh này là đinh tiện em nhá, điện tiện máy nên là nó rất là xịn sò. Thép là inox của nó là inox 6 ly. Inox đặc em nhá, rất chắc chắn cho anh em để anh em trèo cây. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 480.000 đồng anh em nhé. Hãy bao ship tận nhà cho anh em. Tiếp theo giới thiệu đến các bác là một cái dòng guốc trèo cây một đinh cũng nhá. Một đinh này chất liệu của nó bằng inox hết 100%. Đấy, một đinh. Mẫu này phiên bản cao cấp hơn, phiên bản này nó có 3 nấc anh em điều chỉnh không nhá. Chân chống chân các bác dài thì các bác cho ăn trên, chân vừa chân giữa, còn cho ăn chân ngắn thì cho ăn dưới này. Đấy. Một đinh thôi nhá, một đinh. Đấy. Cái mẫu này thì chất liệu 100% bằng inox hết không nhá. Đấy, 100% bằng inox hết. Đấy. Inox đinh của nó được mài rất là tỉ mỉ, rất là chắc chắn cho anh em. Mẫu này thì các bác trèo cây tất cả các loại cây luôn. Đấy. Mẫu này thì bên em đang bán giảm giá xuống còn 480.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Đấy. Khung của nó cũng bằng inox hết luôn nhá. Đấy, bằng inox hết này. Đấy, nên anh em yên tâm. Đấy. Và ngoài ra thì bên cung cấp cả những dây đai bảo hiểm không nhá. Dây đai bảo hiểm thì nó có khóa to
và khóa nhỏ anh em nhé. Đây là khóa nhỏ này. Đấy, chịu trọng tải của nó là 1 tấn 1 các bác nhá. Đấy, bảo hành 12 tháng anh em nhé. Đấy, nên là rất là an toàn cho anh em. Dây là dây dù. Đấy, đây là khóa to này. Đấy. Nên các bác nào đang quan tâm về những bộ dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cây thì cứ alo trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy, giá cả hợp lý cho anh em. Một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào, tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì cho em xin một like cũng nhá. Một like, một đăng ký kênh. Ở đây để cập nhật được những cái mẫu guốc trèo cây mới nhất của bên shop. Đấy, em xin chào, tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Xin chào, tạm biệt các bác.